À, xin chào tất cả các anh chị và các bạn Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với uh, series video chia sẻ các cái kinh nghiệm về quản trị kinh doanh, marketing, bán hàng trực tuyến uh, Tên tôi là Phan Anh uh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing online từ năm 2008 tới nay uh, Năm 2008 thì tôi bắt đầu tốt nghiệp mà đại học và tôi đã trở thành giảng viên uh, và từ đó đến nay thì tôi cũng đã đào tạo cho rất là nhiều các cái khách hàng, các cái chủ doanh nghiệp cũng như là các cái người bán hàng online Đúng ạ, à, đây là một số thông tin cơ bản về tôi à, Tôi thì tốt nghiệp uh, MBA nước ngoài cũng như là uh, tốt nghiệp cử nhân luật, thạc sĩ luật và tốt nghiệp uh, cử nhân kinh doanh à, Tôi cũng có rất là nhiều kinh nghiệm về làm kinh doanh, bán hàng và có doanh nghiệp riêng về đào tạo cũng như là về bán lẻ Đó. Từ năm 2008 tới nay thì tôi là giảng viên đại học và đã giảng dạy cho rất là nhiều uh, các cái đơn vị uh, khác nhau Thì đây là một số những cái nội dung cơ bản mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn À, tôi cũng có kênh YouTube cũng như là có những cái lượt à, xem video ở trên à, các cái trang như là Edumo, Kina, Udemy hay là VNL à, hoặc là Kina vân vân đó tôi có rất nhiều các khóa học, à, video trực tuyến, sách sách thì tôi cũng xuất bản là một số các cái cuốn sách đây rồi Đấy. rất là nhiều các cuốn sách mà tôi đã xuất bản về marketing online, về Facebook, về bán hàng. À, đây nữa. Đó và cả sau này thì à, tôi đang kết hợp với một số nhà sách thì tôi sẽ à, xuất bản thêm mà năm 2020 thì xuất xuất bản thêm ít, ít nhất là 3 đến 5 đầu sách nữa thì tôi đã gửi cho họ đến một số à, các cái đầu sách rồi. để tôi cũng chạy quảng cáo rất là nhiều và có thể tư vấn cho các anh chị và các bạn chiến lược chuyển đổi đa kênh, bán hàng online cũng như là phát triển trong cái à, thời kỳ mà đang COVID như thế này. Thì đấy là một số cái thông tin à, cơ bản về tôi. À, các anh chị có thể liên hệ với công ty uh, PA Marketing ở địa chỉ pa marketing.vn hoặc là uh, có thể liên hệ với tôi uh, qua số điện thoại 0989 623 888 uh, hoặc là email gmail com để chưa thì đấy là một số cái thông tin cơ bản à, các anh chị có thể liên hệ với tôi. Vâng, uh, đây là phần giới thiệu. Thế còn phần chính uh, của ngày hôm nay uh, thì tôi uh, đã làm ra một cái slide 33 trang như thế này rất đẹp và chuyên nghiệp. À, tôi muốn phân tích và đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp Việt Nam. Từ đó đề ra các cái giải pháp. À, thì tôi cũng có theo dõi một số các cái nhóm về quản trị, về kinh doanh. thì Cũng có một số người viết lên trên đấy. Nhưng mà nói thật lòng là bản thân tôi không cảm thấy hài lòng với những bài viết đó. Bởi vì họ chỉ nhìn một cái góc độ rất là nhỏ của một cái doanh nghiệp của họ hay là của một cái cửa hàng của họ, họ đã làm gì và đã vượt qua được, một cái bài viết nó chỉ đâu đó khoảng độ 500, 600 từ 800 từ, thì tôi không đánh giá cao những bài viết có cái khối lượng chữ viết nó nhỏ như vậy à, các anh chị biết là cái cuốn sách này của tôi khổ in là khổ 2719 khổ rất lớn, và tôi viết cuốn sách này nó rơi vào 250.000 từ, Đấy, thì cái lượng kiến thức của nó rất là nhiều, 250.000 từ không tính hình ảnh nhé không tính hình ảnh. Đó, thì cái slide này tôi làm cho anh chị là 33 trang, rất là nghiêm túc. Và tôi dành ra một buổi tối tôi viết, sau đó tôi lại dành ra 2 3 tiếng để tôi làm slide và bây giờ thì tôi lại dành ra khoảng 30 phút để làm video chia sẻ với các anh chị. Đó. Thì nếu các anh chị gặp phải vấn đề gì hay là khó khăn gì trong việc quảng cáo, bán hàng livestream, làm web, chạy app đúng không ạ? Hay là À, cần chuyển đổi số hay truyền thông trực tuyến hay là xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến thì các anh chị có thể liên hệ với chúng tôi được tư vấn và trợ giúp thì video này nói về tác động của dịch covid 19 đến các doanh nghiệp việt nam từ đó đề ra một số giải pháp đây là nội dung chính của video này chúng ta bắt đầu chưa ạ và nếu bắt đầu thì cho xin chào vỗ tay ok chúng ta sẽ bắt đầu nhé <laughs> Xin lỗi hôm nay tôi cũng bị viêm mũi cho nên là nói giọng nó không được trong lắm Nhưng không sao mọi người chịu khó một chút nha Mục lục này có bốn cái mục lục chính Đầu tiên này số 1 là chúng ta sẽ tác động à, tiêu cực Đánh giá cái tác động tiêu cực của Covid Đánh giá cái tác động tích cực của Covid-19 Dự báo và các giải pháp Thì trong cái tác động thì tôi chia ra là hai cái tác động là tiêu cực và tích cực à, Không phải là chúng ta sẽ tiêu cực hết Tất nhiên là cái dịch Covid-19 này thì cái tác động tiêu cực của nó quá lớn và nó Uh, chiếm đến khoảng độ 70-80% số lượng các doanh nghiệp và các cá nhân đều bị ảnh hưởng đó, thế nên là, là tôi sẽ chia ra trong cái tác động tiêu cực đấy, tích cực đấy thì lại chia ra đến cá nhân đến doanh nghiệp và đến cái thị trường thế giới, thậm chí là các cái tổ chức của Việt Nam các cái chính phủ sẽ phải làm gì và dự báo và đưa ra một số các cái giải pháp à, tất nhiên tôi không thể nào đưa một cái giải pháp cụ thể được thì các anh chị xem video này nếu như các anh chị thấy rằng là mình có vấn đề gì các anh chị comment ở dưới video hoặc là liên hệ với giảng viên chuyên gia Nguyễn Phan Anh là tôi thì để tôi sẽ tư vấn thêm đúng không vâng thì đây là mục đục chính của cái bài nói này đầu tiên là tác động tiêu cực của Covid-19 tới các doanh nghiệp Việt Nam thế thì ở đây nó có rất nhiều các cái tác động đúng không ạ tác động đến cá nhân các anh chị có thể nhìn thấy ở đây tôi sẽ zoom to lên Đấy, tác động tiêu cực tới cá nhân Ê, chúng ta có thể thấy là chúng ta bị mất việc làm, à, thay đổi phương pháp làm việc, đúng không ạ? Chúng ta đang quen đi làm offline như này, bây giờ chúng ta làm online, có nhiều người người ta không thạo về máy tính, không thạo về điện thoại, à, cảm thấy rất là là khó khăn, à, bị giảm thu nhập, chắc chắn rồi bị nghỉ luân phiên rồi thì nghỉ không lương, à, chúng ta rất là ức chế. Con cái thì không được đi học phải nhà trông, lương không có, thưởng không có, bị cắt hết. Và thời gian còn rất dài nữa Tôi dự kiến à, Tác động chính thức của dịch Covid này Có thể chấm dứt cũng phải cỡ tháng 7 Hoặc tháng 8 dương lịch Tất nhiên đấy là ý kiến của cá nhân tôi thôi à, Nó không đại diện cho cái việc đó Là là cái việc chính chưa? Và chúng ta có gánh nặng Chăm sóc con cái Chăm sóc gia đình, bố mẹ già à, Cái gánh nặng này là vừa tốn Về công, về sức và về tiền bạc à, Tâm lý thì lo lắng Về bệnh tình, dịch bệnh đi đâu cũng phải đeo khẩu trang. Tôi đi tập gym tôi cũng phải đeo khẩu trang. Làm việc với khách hàng cũng phải đeo khẩu trang, đúng không? Rồi à, giảm các cái cơ hội phát triển cho bản thân, cống hiến cho gia đình và xã hội. Đấy. Có, có những bạn thì đang học dở bên kia cũng phải đi về ở nước ngoài chẳng hạn. Hay là sinh viên Việt Nam thì cũng đang học online rất là nhiều. À, trường tôi cũng là một trường mà tiên phong trong lĩnh vực giảng dạy online. Thế còn tôi thì à, từ 2014 tôi đã ra các cái bộ video. À, rất là, là, là lâu rồi chắc là mọi người biết còn từ 2008 thì tôi đã dạy về marketing online thương mại điện tử rồi chứ không phải như bây giờ một số bạn mới bắt đầu vào nghề làm đúng không ạ gần như là một trong những cái người mà đầu tiên đấy từ 2008 đến bây giờ nó là 13 năm rồi đó đấy là tôi nói về các tác động tiêu cực đến cá nhân cá nhân mỗi chúng ta bản thân tôi bản thân các bạn cũng gặp phải những vấn đề như vậy đúng không thế còn ví dụ như tôi thì covid thì tôi lại 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 rất là ngon tôi lại thấy Uh, <laughs> đông uh, học viên hơn tôi lại thấy lượng khách hàng nhiều hơn tôi lại làm được thì tôi là người được hưởng lợi từ cái việc đó thì tí nữa ta đến sang phần tác tích cực đúng không uh, và đối với doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đúng không hầu hết chúng ta là những doanh nghiệp vừa và nhỏ SME thì các doanh nghiệp nội địa đặc biệt là những cái doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông như là hàng không này uh, vận tải này logistics này uh, du lịch này uh, giải trí bán lẻ đều gặp khó khăn Đấy, do cái nhu cầu tiêu dùng nó bị suy giảm suy giảm một cách bắt buộc đúng không ạ người ta không đi chơi người ta không đi ra khỏi nhà một là người ta không dám đi hai là người ta sợ ba là chính phủ không muốn người ta đi à, yêu chính, yêu đất nước yêu tổ quốc là ai ở đâu thì yên ở đấy đấy thì rõ ràng là như thế thì không đi cà phê thì làm sao bán được cà phê không đi xem phim làm sao mà bán được vé xem phim không đi nhà hàng làm sao mà bán được đồ ăn thức uống à đấy Ví dụ như vậy những cái tác động rất lớn đến các ngành nghề như thế Hầu hết, hầu hết tôi nghĩ rằng là không có thống kê Nhưng mà khoảng 70-80% lượng doanh nghiệp uh, của Việt Nam Bị ảnh hưởng bởi dịch Covid Bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid Đúng không ạ? Uh, cầu tiêu dùng là cắm đầu Tức là giảm đến mức thấp nhất Do thu nhập giảm này Do bệnh dịch này, do người ta phải cắt giảm chi uh, tiêu Do rất nhiều vấn đề Đấy. Uh, Các doanh nghiệp xuất khẩu thì cũng tương tự như thế Đúng không ạ? nhiều ngành nghề nhiều sản phẩm bị dừng xuất khẩu bị chậm xuất khẩu hoặc là bị giảm đơn hàng do thị trường quốc tế cũng đi xuống bây giờ ví dụ như bạn bán sang trung quốc người ta cũng đang khó khăn như thế bạn bán sang ý là người ta cũng đang khó khăn các quốc gia hiện nay đều đang rơi vào tình trạng đóng biên đấy, rồi thì máy bay thì không bay không bay chết người tức là ở nhà hết đúng không ạ và tôi vừa đọc một cái bài báo là không những không bay mà bây giờ còn phải gặp một cái vấn đề đấy là không những không bay mà còn phải gặp vấn đề đấy chính là Uh, không có cả chỗ đỗ bởi vì bình thường mình cái bay như này thì cái chỗ đỗ nó còn trống bây giờ để ở nhà hết nên là không có cả chỗ đỗ máy bay đau đầu về những cái chuyện như thế đấy uh, rồi cái tình trạng đóng biên tắc biên uh, đặc biệt là cái giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc uh, giảm đáng kể uh, giao thương của Việt Nam với Trung Quốc là một cái giao thương mà rất là lớn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam nhá các anh chị hiểu như vậy uh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì cũng gặp khó khăn do là không được hoạt động đúng công suất bị giảm công suất do nhu cầu xuất khẩu giảm do quốc tế giảm do không tuyển được công nhân do phải cho những công nhân nghỉ vân vân và mây mây đấy thế thì hậu quả là gì hậu quả là gì hậu quả là hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME của Việt Nam thì đều gặp khó khăn đấy do lượng khách hàng suy giảm doanh thu giảm lợi nhuận giảm hoặc là lợi nhuận âm À, tôi làm kinh doanh nên tôi biết rất nhiều tháng nay ba bốn tháng nay sau tết covid là là gần như doanh số là bằng không hoặc là doanh số rất thấp trong khi đó các chi phí khác vẫn phải duy trì mặc dù có có giảm các cái chi phí cũng có giảm nhưng mà uh, doanh thu bằng không hoặc là doanh thu rất thấp mà trong khi đó chi phí vẫn phải duy trì thì uh, mỗi một tháng doanh nghiệp có thể lỗ từ vài chục triệu đồng đến vài trăm triệu đồng doanh nghiệp lớn có thể lỗ cả tỷ là chuyện bình thường đúng không ạ vâng doanh nghiệp có thể bị thua lỗ, ngừng phát triển tức là bị thui chuột trong một thời gian đúng không? bị phá sản, đóng cửa, không có khả năng trả nợ bởi vì vốn vay ngân hàng vân vân. À, người lao động thì bị mất việc, bị giảm lương. đó, đấy chúng ta thấy đấy ví dụ như người ta không đến hàng quán đúng không? thì nhà hàng sẽ toang. người ta không đến dạp chiếu phim thì dạp chiếu phim sẽ toang đúng không? đám cưới không có người đi ăn cỗ thì người cung cấp thực phẩm cũng toang. Bây giờ hôm nọ tôi còn vừa nghe một câu chuyện là à, trợ lý của công ty tôi là một của anh tổng giám đốc ấy, là làm cưới nhưng mà phải hoãn cưới đến cuối năm bởi vì là cưới tầm này thì 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 không có người điên cỗ đúng không ạ mất vui lỗ lỗ đúng không ạ nhiều vấn đề lắm Đấy, rồi thì hàng quán không được mở rồi mặt bằng vẫn phải trả rất nhiều rất nhiều vấn đề cây cả đường đua f 1 bây giờ cũng không được đua mọi doanh nghiệp, mọi cá nhân hầu hết đều đang rất rất khó khăn. đấy, thì tôi phân tích chi tiết ra như vậy. thế thì ngược lại thì cũng có những cái tác động tích cực nhất định từ covid 19 chín, yeah, nha, cũng có những cái tác động tích cực, à, chứ không phải là tiêu cực hết nhưng mà tích cực này ít lắm. À, đầu tiên là tác động tích cực cho cá nhân, thì chúng ta là quan tâm chăm lo đo đến sức khỏe hơn, à, đeo khẩu trang, rửa tay. À... À, xoa, xoa, xoa xoa đấy đúng không à, Rồi thì tăng cường à, tập luyện thể thao thể dục à, có thời gian dành cho gia đình dành cho con cái dành cho à, người yêu vợ chồng đối tác của mình ví dụ thế à, có thời gian được học tập có thời gian được nghỉ ngơi à, có thời gian được à, đi chơi được làm những cái điều mình chưa có thời gian trước đó à, Ví dụ như mình muốn xem một bộ phim mình muốn đọc một cuốn sách mình muốn đi thăm một cái thú chỗ nào đấy thì đây là lúc đúng không? Ok. Cũng có những cái tích cực nhất định đấy. Đấy. Thế rồi thì một số cá nhân kinh doanh online thì kiếm được nhiều tiền hơn, doanh nghiệp cũng có thể là bán được nhiều hàng hơn. Có ý thức trách nhiệm với cộng đồng đúng không? Chia sẻ nhường cơm sẻ áo, tham gia tình nguyện giúp đỡ rồi thì rất nhiều các cái hành động hành hành vi rất là tích cực trong cái thời kỳ Covid nó được phát hiện đúng không? rèn luyện được ý chí và thử thách cũng như là cái cách thức chúng ta phòng dịch bệnh trong tương lai và sống sót sau dịch bệnh tôi luôn luôn đánh giá cái kỹ năng là sống sót sinh tồn và phát triển là rất là quan trọng thì chúng ta sẽ học được điều đó ví dụ như là chúng ta phải hành động như thế nào thực ra thì về mặt cá nhân tôi thì tôi nói các bạn là mùng 3 Tết là tôi đã đi tìm khẩu trang tôi bán rồi tôi thấy dịch như thế là tôi biết ngay mùng 3 Tết lúc đấy mọi người còn đang ăn Tết thì tôi đã đã đi tìm khẩu trang mà tôi bán là tôi cũng nói thật là tôi cũng kiếm được tiền chứ không phải là không và tôi đã tính tôi không nghĩ là cái dịch nó dài như thế đâu nhưng mà tôi đã tính được và đến thời điểm này thì chúng ta đều tính được là dịch sẽ còn rất dài đó à, tác động đối với tích cực đối với doanh nghiệp thì một số những cái doanh nghiệp mà tương thích với covid thì lại phát triển mạnh à, ví dụ như là doanh nghiệp về mặt công nghệ nào các cái phần mềm rồi game rồi video rồi nội dung số phát triển rất là tốt đặc biệt là các phần mềm làm việc từ xa, học tập từ xa thì bùng nổ về lượng số lượng người dùng trên toàn cầu, đó cũng như tại Việt Nam. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất y tế, doanh nghiệp sản xuất uh, các cái thiết bị y tế trong cái lĩnh vực này, đặc biệt là khẩu trang, nước rửa uh, sát khuẩn, rồi thì, uh, máy đo nhiệt độ, rồi thì uh, thuốc uh, tăng cường sinh lực, rồi thì vitamin, rồi thì vân vân mới mây mây. Ngân hàng thì cũng có nhiều cái Uh, khách hàng hơn uh, sau đợt này thì chắc là sẽ ngân hàng không cần làm gì cả thì sẽ có hàng uh, triệu triệu khách hàng sẽ đến với ngân hàng thôi đúng không uh, cũng có thời gian để suy nghĩ tái cấu trúc uh, uh, doanh nghiệp của mình đúng không ạ suy nghĩ về chiến lược đấy cũng là một cái lý do chính đáng để chôn sống uh, không kèn không chống những cái doanh nghiệp những cái dự án kinh doanh mà trước đó thì do đội ngũ điều hành không ra gì cả làm ăn bê bết nhưng mà sợ xấu hổ không dám đóng cố gắng bây giờ là lý do rất là hợp lý chết do covid nên là không ai nói là thằng này không có tài đúng không chết do covid là một cái chết rất tuyệt vời cảm thấy ai cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm doanh nghiệp ấy đúng không vì tôi biết là trước tết cũng nhiều doanh nghiệp khó khăn lắm tôi không phải là không đâu rồi Đấy. cũng là thời điểm để thích hợp để bùng phát bùng nổ phát triển sau dịch thì dịch cũng sẽ được dập thôi Tháng 7 tháng 8 xong thì chúng ta sẽ thấy là sẽ uh, phát triển đúng không uh, Sẽ phải phục hồi nền kinh tế uh, Những cái doanh nghiệp ốm yếu rồi doanh nghiệp nhỏ sẽ bị chết bị thui chột Thì còn lại những doanh nghiệp khỏe mạnh đúng không Đây là cơ hội thâu tóm và phát triển Thì như tôi nói là nghe thì có vẻ không đạo đức lắm nhưng mà đấy thực chất lại là một cơ hội kinh doanh và Trong kinh doanh thì chúng ta cần phải hiểu điều đó đúng không và chúng ta cũng học hỏi được nhiều cái kinh nghiệm quản trị để phòng ngừa rủi ro hơn trong kinh doanh. Bây giờ có Covid-19 thì chúng ta phải nghĩ ra cô na, cô mít, cô dừa năm 2020, 21, 22 rồi thì 20 xx gì đó đúng không? À, thế thì những cái chúng ta phải học cách cách quản trị phòng ngừa rủi ro không kiểm soát nhá. Phòng ngừa rủi ro không kiểm soát tức là gì? Có rất nhiều thứ nó ập tới. Chúng ta không kiểm soát nổi thì chúng ta phải ngay bây giờ chúng ta phải có bộ sổ tay cẩm nang quản trị trường hợp đấy thì sẽ làm gì bật chế độ ngủ đông như thế nào à, xếp trừ lương bao nhiêu nhân viên nghỉ luân phiên như thế nào chúng ta phải tính luôn à, cho cái đợt sau này đúng không <laughs> nên kinh tế thì một số sản phẩm và dịch vụ trở nên rẻ hơn à, thúc đẩy tiêu dùng mạnh hơn sau dịch nhưng mà tất nhiên là so với lúc đang dịch thôi còn lúc mới chưa dịch thì cũng bị giảm nhiều rồi đấy thì đấy là một số những cái tác động cơ bản một số những tác động cơ bản của à, COVID-19 đối với ba nhóm đối tượng nhóm cá nhân, giống doanh nghiệp và nhóm à, nền kinh tế nói chung. À, nội dung số 3 là tôi dự báo về cái COVID này. Tôi dự báo về cái 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 COVID này nó ảnh hưởng như thế nào. Thì theo ý kiến cá nhân của tôi, à, tôi xin phép nhắc lại đây là ý kiến cá nhân, không đại diện cho bất kỳ tổ chức cơ quan nào. Đấy, tránh việc là các bạn bảo là ông Phan Anh ông bảo thế xong thì mình áp dụng đúng không? Thì theo tôi dự báo là dịch bệnh sẽ còn tiếp tục kéo dài cho đến khoảng tháng 7 Du lịch hoặc là có thể hơn thôi Đấy thì như vậy chúng ta còn đang tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 Còn khoảng ít nhất 3-4 tháng nữa Thì mới hết chính dịch Và sau đó thì các dư âm của nó thì còn rất khủng khiếp Đúng không ạ? Tôi gọi nó là tác động lan tỏa Đấy, tác động lan tỏa và uh, tác động dài hạn của dịch bệnh nó phải kéo dài đến 2 năm, nó gây ra một cuộc khủng hoảng về tài chính, cuộc khủng hoảng về về kinh tế do là gì dạ, uh, Cung suy giảm đúng không ạ? Cung gián đoạn, chuỗi cung ứng gặp nhiều vấn đề và cầu quốc tế cũng như cầu nội địa đều suy giảm. Suy giảm nghiêm trọng. Đấy. Bệnh dịch tiếp tục kéo dài có nguy cơ làm doanh nghiệp thêm phá sản, số lượng tăng lên và tình trạng trở nên trầm trọng hơn người lao động thì mất nhiều việc làm cần phải chuyển đổi à, hôm vừa rồi cách đây hai hôm tôi vừa nghe điện thoại của một bạn bạn gọi bạn nói thầy Phan Anh ơi em uh, uh, em làm cho công ty bia rượu em làm sale cho công ty bia rượu bây giờ em đang không có việc làm thì em đi, định đi học marketing online của thầy để chuyển nghề có được không thế thì tôi bảo là bây giờ thứ nhất là cái nghề sale bia rượu thì có thể nói là một cái nghề rất là khó khăn sau cái dịch bệnh cũng như là trước cái dịch bệnh đấy chính là cái nghị định 100 nghị định 100 là cái nghị định mà phòng chống tác hại của rượu bia đấy thì gần như là doanh số của ngành rượu bia là đã, đã giảm đến 40 50 trước Tết rồi và sẽ không thể tăng hơn được nữa đâu đấy Nói chung là tôi hay nói đùa đấy là một cái tát rất là choáng váng đối với ngành sản xuất và phân phối rượu bia à, nhưng mà dài hạn thì nó sẽ tốt cho nền kinh tế và tốt cho người dân sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền giảm được cái bệnh về ăn uống dạ dày rồi ung thư này nọ rất nhiều Nói chung rất tốt à, đấy bản thân tôi thì là một người không phải là một người bia rượu rồi nên là tôi không có ảnh hưởng gì đấy, nhưng mà nếu mà các anh chị đang làm trong lĩnh vực bia rượu thì có lẽ phải đến 30 đến 50% số lượng nhân sự sẽ được cắt giảm và đây là thời điểm thích hợp để các anh chị các bạn suy nghĩ về chuyện là mình sẽ làm gì trong tương lai. Thế còn tôi thì vẫn tiếp tục làm giáo viên thôi. Đào tạo, tư vấn và triển khai các cái giải pháp về marketing cho khách hàng. Và tôi nghĩ nghề này thì không bao giờ chết được khi còn người bán, còn người mua, còn doanh nghiệp. Đúng không? Đấy. Thế câu hỏi số 2 là có nên làm nghề marketing online không? Thì cá nhân tôi thì thích nghề này. Và nghề này kiếm được tiền, có nhiều việc. Thế còn các bạn có thích nghề này hay không? Thì các bạn suy nghĩ nhé. Tôi làm từ 2008, tôi đã chọn thương mại điện tử và Marketing điện tử rồi Nếu mà các bạn muốn học nghề, học kinh nghiệm, học tư vấn vân vân Để phát triển nghề nghiệp của mình thì PA Marketing hoặc Thầy Phát Anh là một lựa chọn mà Có thể nói là rất uy tín, tôi khẳng định luôn là rất uy tín Đấy bởi vì tôi là người mà Có cái nền tảng học tập tốt cũng như là Giảng dạy ở bậc đại học cũng như là Lại đi thực chiến rất là khiếp đúng không, chạy quảng cáo cho các doanh nghiệp từ hàng trăm tỷ rồi và làm từ rất lâu rồi từ 2008 chứ không phải là tay mơ mới vào nghề nó bây giờ rất nhiều bạn vừa mới ra được một hai năm chạy quảng cáo lúc nào cũng master này master kia tất nhiên thị trường mà Đấy, thì các bạn phải lưu ý doanh nghiệp thì phá sản được chưa Đấy. người lao động mất việc làm giảm thu nhập và cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến là cái cầu tiêu dùng nó bị suy giảm thì tôi không trước đây tôi có nhiều tiền tôi tiêu nhiều bây giờ tôi ít tiền tôi phải tiêu ít đương nhiên là như vậy Đấy. À, những cái ngành tiêu cực thì sẽ tiêu cực hơn Và những ngành tích cực thì sẽ tích cực hơn Đấy là cái dự báo của tôi à, Các cái chỉ số tiếp tục có thể thể hiện sự đi xuống Sự suy giảm, suy thoái của nền kinh tế Cũng như là à, phá sản của các doanh nghiệp rất là nhiều à, Và tác động lan tỏa à, Ít nhất là có 2 năm mới có thể phục hồi lại được tăng trưởng GDP Và như nhiệt độ chưa từng có bệnh dịch Đấy thì các bạn là, là những người làm quản trị thì cũng cần phải lưu ý như vậy và đặt ra câu hỏi là uh, liệu là như cái tác động lan tỏa như vậy mình sẽ làm gì để mình có thể chống đỡ được và thứ hai nữa là có những cái vấn đề về quản trị rủi ro không kiểm soát thì mình phải làm gì đấy à, thế thì giải pháp đúng không Covid thì đeo khẩu trang ngồi nhà rồi rửa tay uh, tăng cường uh, sinh lực lên thì đấy là giải pháp của bộ y tế đưa ra Thế còn đối với doanh nghiệp thì như thế nào? Đúng không? À, chúng ta phải làm gì? Đây là một số giải pháp à, Các cá nhân thì tôi cũng chia ra là Các cá nhân được hưởng lợi và các cá nhân đã, à, Không được hưởng lợi Tức là tích cực và tiêu cực đấy Đối với những cá nhân mà đang được hưởng lợi Từ cái dịch Covid này Ví dụ mình bán được nhiều hàng hơn Mình kiếm được nhiều tiền hơn Hàng hóa của mình vẫn đi đều ổn Thì nghe lời tôi là ngay lập tức Nếu mà xem video này thì Dồn hết cái sức lực tài lực vật lực nhân lực tập trung vào công việc kinh doanh của mình và học tập học tập và tích lũy nhiều hơn để thu được nhiều hơn nhanh hơn và đạt được các kết quả lớn hơn trong giai đoạn này đây là một giai đoạn rất nhạy cảm và chúng ta có thể làm được Đấy. tôi có một bạn học viên bạn ấy gọi điện cho tôi bạn nói là em bán rất là tốt nhưng mà đang không có người làm phải làm nào thầy tôi bảo rất đơn giản thôi bây giờ lương em trả bao nhiêu lương em đang trả 5 triệu trả cho thầy 10 triệu có ngay người làm người ta lo lắng bệnh dịch trả lương cao lên trả thưởng cao lên và uh, cho người ta ăn tại chỗ đeo khẩu trang cho người ta cứ hai tiếng bắt đi rửa tay một lần mua thuốc uh, vitamin cho người ta uống lo cho người ta ba bữa ăn thậm chí ăn ngủ tại chỗ mình làm như thế người có có người làm ngay có gì đâu mà không chịu chi uh, bạn ấy buồn cười lắm bạn ấy đi đàm phán với nhân viên là uh, chị sẽ hỗ trợ tiền ăn sáng 10.000 ăn trưa 10.000 ăn tối 10 các bạn ấy chụp cái ảnh nếu bạn gửi cho tôi tôi ngồi tôi buồn cười tôi bảo làm thế thì làm sao mà tuyển được lương 5 triệu đúng không trả lên 8 triệu 10 triệu cho thầy đấy ăn trưa ăn tối tự nấu và cho nhân viên mình cùng ăn đấy thậm chí nếu mà các bạn ấy ở cơ sở kinh doanh của mình có cái nơi ăn trốn ở tốt cho các bạn ấy ở đấy giống như là cách ly luôn đấy. thế là lội bất xuất ngoại bất nhập cứ thế là làm làm cả ngày lẫn đêm tăng trưởng doanh số lên tốt mà không chịu làm dốt thế đó, vâng vâng em cảm ơn thầy với nọ kia à, thế sau đấy thì uh, mọi người nhớ rằng là đây là cái thời điểm mà các cái tài sản các cái giá trị tài sản nó đang đi xuống uh, bất động sản rẻ hơn uh, vàng thì tăng lên đô la thì cũng tăng lên uh, các cái mặt bằng hay là tất cả mọi chỗ đều có vẻ rẻ đi thì đây là thời điểm mà đi shopping mua sắm Uh, tuyển dụng tích lũy tài sản, gia tăng giá trị cho mình uh, rất là tốt. Đấy, có người hỏi tôi là có nên mua đất đai bây giờ không, hoặc là đầu tư vào những lĩnh vực nào thì tôi nghĩ là nên, nên mua. Nó đang được rẻ rồi. Rất nhiều doanh nghiệp người ta chết, người ta phải bán tài sản đi, bán đất, bán nhà đi để người ta cầm cố cái việc người ta có tiền mua vào. Bởi vì sao? Hết covid giá nó lại lên. Một năm, hai năm sau nó lại lên. Nền kinh tế nó phải tăng trưởng bởi vì Việt Nam là một nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng. Có tài sản mua vào. Đấy có thể dài hạn hay là ngắn hạn hớt váng rồi nữa hớt váng thì mua vàng uh, mua bitcoin mua đô la đấy là hớt váng thế còn uh, dài hạn thì mua đất đúng không ạ rồi thì mua nhà xưởng rất nhiều nhà xưởng bây giờ chết mua vào yeah. thế còn mua cái gì như thế nào ở đâu thì phải xem lừa đảo nhiều càng khó khăn thì càng lừa đảo nhiều yeah. xem xét rất kỹ lưỡng và có luật sư luật sư đi cùng được giờ có pháp lý đi cùng mọi thứ có vẻ rẻ hơn trước đây nên là nên có tiền thì mua vào nhé. Còn nếu không mua vào thì giữ khư khư tiền mặt cho tôi. À, mua cái gì? Mua công ty đối thủ, mua vàng, mua đô la, mua đất đầu tư vào những chỗ chắc chắn đấy. Đối với những cá nhân mà đang gặp khó khăn, đang gặp khó khăn thì à, chúng ta cần phải tranh thủ học tập thật nhiều, đấy, học học không ngừng, nha. Mua sách rồi thì tải video xem YouTube ví dụ như là mua các cái khóa học video của thầy online thầy Phan Anh ấy, thầy Phan Anh có 25 bộ khóa học cơ rất nhiều sách của thầy Phan Anh viết cũng rất nhiều Đấy, mua về học hoặc là tham gia các lớp của thầy Phan Anh ví dụ thế các thầy khác các thầy khác thì tôi không không giới thiệu bởi vì là không biết được như thế nào cả nha nói tốt thì người ta lại bảo là mượn phim của người ta nói không tốt người ta lại bảo là kỳ thị nói chung là thôi cái của các thầy khác cô khác tự đi mà nghiên cứu còn riêng tôi thì tôi tự tin với cái video với cái chất lượng bài giảng với cái kiến thức với cái trình độ tôi có video tôi có sách tôi có slide tôi có hết cho các bạn các bạn làm rất là ok à, học nghề digital marketing marketing online bán hàng kinh doanh online chạy quảng cáo nghề gì cũng được đấy và nên suy nghĩ về việc chuyển đổi nghề nghiệp tính toán lại công việc trong tương lai nếu mà cảm thấy là nó bất chắc đúng không ví dụ như là, là trường hợp sale men rượu bia đấy. đấy thì cũng là đời làm sale thì sang làm sale thuốc đi quanh năm ngày tháng tốt sao làm sale bia bây giờ nó đang khó khăn như thế này đúng không chọn nghề nghiệp mới bến độ mới mang tính dài hạn hơn học tập lại từ đầu nha yeah. đừng có vùi đầu vào facebook google chơi youtube xem mà đây là lúc để học tập nhiều nhất để tăng trưởng được cái kinh doanh của mình để có thêm các kỹ năng. Còn nếu ai đang vẫn đang được đi làm, vẫn nhận đủ lương thì làm nhiều hơn, làm nhiều hơn, làm tốt hơn cho doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp trả lương cho bạn thời điểm này là rất khó khăn. Họ trả lương cho bạn được là bạn phải cảm thấy rất may mắn. Chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi sau dịch Covid 19, đúng không? Và bản thân các bạn cũng cần phải cắt giảm chi tiêu tối đa cho những cái việc, những cái khoản chi không cần thiết nhưng mà phải tăng cho học tập, đọc sách, đầu tư, à, học hành, luyện. Bây giờ muốn à, làm Photoshop học đi, muốn làm video học đi, muốn chạy Facebook Ads học đi, à, muốn làm thánh sale thì học đi, muốn làm thánh app thì học đi. Đây là lúc chứ còn cứ ngồi đợi đến bao giờ, đúng không? Thế còn đối với doanh nghiệp, Đấy, đối với doanh nghiệp thì cũng như vậy, cũng như vậy cũng chia ra là có doanh nghiệp được hưởng lợi thì cũng giống thế thôi. Ví dụ như là thuốc là đang được rất là hưởng lợi thì cần phải tăng tốc cần phải à, thu vén tiền về cần phải à, thâu tóm ngay lập tức bứt phá hết mức tăng hết công lực tuyển người về làm nhá. shopping đi mua thêm tài sản cho doanh nghiệp của mình giành dập thêm thị phần đi nhá. kiếm thêm nhiều tiền lời lãi tái đầu tư đi có những người đến đây sẽ nói tôi nghe đến đây bảo là lúc này là lúc khó khăn chúng ta phải tương thân tương ái với nhau trong kinh doanh người ta nói là thương trường là chiến trường chiến trường tức là tôi bắn nhau bằng 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 này, này tôi chiến đấu nếu mà bạn sống thì tôi chết nếu bạn chết thì tôi sống chứ còn làm gì có chuyện là hai thằng cùng sống vỗ vai nhau cùng đi lên trong lúc thời bình bạn còn đang đâm sau lưng tôi bỏ cha lên được đúng không thì mình không làm gì pháp luật cấm là được đúng không họ làm ăn thua lỗ mình mua lại mình đang làm ăn tốt mình có tiền à đốc thúc tập trung nhân sự tài lực, vật lực nha tiền bạc làm khẩn trương tầm này à, kiếm người cũng dễ tầm này vay vốn người ta cũng dễ nếu mà mình đang business tốt à, rồi thì à, phát triển cũng dễ đối với những doanh nghiệp được hưởng lợi đấy, tăng x2, x3 doanh số lên cho tôi, công suất lên cho tôi nếu được nha, nếu được đấy, ok mình làm những cái điều mà pháp luật và đạo đức kinh doanh cho phép chứ không phải là mình uh, thấy người ta khó khăn mình chèn ép mình mình dở những cái trò tiểu xảo tiểu nhân ra mình cứ làm đàng hoàng đúng không mình sản xuất khẩu trang mình cứ sản xuất đi việc gì mình phải không sản xuất H&M nó còn đi sản xuất khẩu trang đồ bảo hộ y tế kính tiếc như này Đấy, trước đây chỉ làm thời trang thôi bên nào cũng phải xoay chuyển hết Đấy, chiến lược là gì phải có kế hoạch quản trị từ xa làm việc từ xa qua các hệ thống công nghệ bán hàng online, đấy, đầu tư vào cái chuyển đổi số, à, những cái doanh nghiệp được hưởng lợi từ ngành này thì không nhiều nên là à, cố gắng phát triển mạnh lên, nha. Tìm thêm các cái sản phẩm mới để tăng doanh thu, cắt giảm chi phí hợp lý, gia tăng lợi nhuận, giữ ổn định dòng tiền, à, kiểm soát dòng tiền vì dòng tiền là quan trọng nhất. À, có thể bật chế độ ngủ đông, bật chế độ là À, bảo vệ để sau đó thì mình sẽ quay ra à, chế độ tấn công sau à, Tìm kiếm thêm các cái đối tác trong nước, ngoài nước Tránh phụ thuộc vào một đơn vị cung cấp Hay là một thị trường cung cấp hay là một thị trường khách hàng Đấy, cần phải đa dạng hóa đầu vào cũng như là đa dạng hóa đầu ra Để lâu dài hơn là sẽ ổn định, đúng không? Đấy, nếu có mua bán trao đổi thì à, cứ thanh toán ngay nhá, Cứ thanh toán ngay, không nợ động trừ khi đối tác đó là đối tác chiến lược có thể tin tưởng được còn đâu thời điểm này khó khăn cứ tiền tươi thóc thật cho tôi yeah. đấy kết hợp với bán hàng online đa kênh omichannel đa nền tảng uh, multi platform chuyển đổi số uh, digital transformation phải mạnh mẽ có hiệu quả đấy, ví dụ đa kênh như là kênh facebook, kênh Zalo, kênh google kênh tiktok, kênh youtube, kênh website, kênh sale, kênh email vân vân kênh sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước đúng không rồi thì chuyển đổi số sử dụng nhiều phần mềm và phần mềm báo cáo công việc phần mềm cổng quản trị phần mềm làm việc từ xa đấy rồi thì vân vân nha tôi cũng có cái chương trình tặng sách và tặng video mua sách mua video của tôi thì sẽ được giảm giá hỗ trợ cho các anh chị trong thời điểm này đấy còn đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thì chúng ta cần phải à, thấy rằng là trong cái bối cảnh Covid 19 thì các thống kê đều chỉ ra rằng là à, tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiểu thương các cá nhân làm kinh doanh thì đang rất là tệ Đấy, thống kê chưa đầy đủ thì có thể lên tới hàng trăm nghìn doanh nghiệp đã lao đao phá sản rồi Đấy, cầu thị trường là giảm nghiêm trọng đây là vấn đề chính nhé cầu thị trường giảm do là gì ạ người tiêu dùng tự cắt giảm các khoản chi tiêu thứ hai là người tiêu dùng cũng không có thu nhập tốt đó tung sản phẩm thì cũng gặp vấn đề nhé chuỗi cung ứng gặp vấn đề ví dụ như trung quốc nó đang khó khăn như thế thì chúng ta hầu hết đặt hàng ở trung quốc về mà thì rõ ràng là chuỗi cung ứng gặp khó khăn thôi không kiểm soát nổi đúng không các ngành công nghiệp đều bị tổn thương đấy rồi thì chuỗi cung ứng bị gián đoạn vân vân được chưa thay đổi thói quen mua sắm vân vân doanh thu giảm chi phí giữ nguyên hoặc là cũng giảm nhưng không đáng kể lợi nhuận thấp dòng tiền âm tôi đã nói rồi đúng không nhiều doanh nghiệp 3 tháng nay doanh số bằng không đấy thì cái này thì chúng ta phải lưu ý thế thì giải pháp là gì đấy giải pháp là yếu đâu khắc phục đó sai đâu sửa đó về mặt tài chính thì cắt giảm ngay các chi phí mà không cần thiết những chi phí có thể cắt giảm được à, chi phí cứng chi phí biến đổi chi phí cố định cắt giảm hết làm việc với kế toán nhìn và ra quyết định cắt giảm ngay nhá không để lưu lưu díu làm gì cả việc cắt giảm nhân sự là cần thiết nhá có những doanh nghiệp người ta nói là 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 nhân sự lao động là là cốt lõi đúng không nhưng mà cốt lõi bây giờ cũng đang chết bởi vì những có những doanh nghiệp làm dịch vụ lương của nhân sự chiếm đến bảy 80 chi phí thì không thể không cắt Đấy. nhưng mà trước khi nghĩ đến chuyện cắt nhân sự thì cắt hết những thứ là ngoằng tà phẳng trước đi đã nhá yeah, xe cộ rồi thì điện nước rồi thì máy móc rồi vân vân cắt trước đi sau đó thì mới đến cắt nhân sự và cắt nhân sự thì phải cắt có chiến lược đúng không cho nghỉ luân phiên nghỉ không lương đi làm có lương thấp và cắt giảm lương của những người có lương cao Đấy, những nhân sự không thể cắt giảm thì đàm phán giảm lương chúng ta chia sẻ với doanh nghiệp à, cắt giảm các chi phí biến đổi như tôi vừa nói tiếp tục là à, chúng ta sẽ đàm phán bớt các cái khoản à, phí và có thể giảm được như phí mặt bằng tiền thuê nhà đúng không ạ tiền vay nợ đấy rồi thì à, luôn theo dõi các cái chỉ số về tài chính mà mình đang có à, giảm mức thấp nhất về công nợ à, giảm các cái chi phí khác rồi mới đến nhân sự đấy là cái phần quan điểm của tôi bật chế độ ngủ đông đấy là duy trì hoạt động ở mức tối thiểu đấy, để giảm chi phí tối thiểu và trong thời điểm đấy tất cả các nhân sự vẫn cần phải làm việc kể cả không lương vẫn cần phải làm việc làm gì làm sale cho web đi làm YouTube để làm thương hiệu đi uh, viết bài cho web đi làm kênh Facebook mạnh lên uh, đấy tập trung hết các cái marketing online làm sẵn đi kể cả không lương cũng làm đi nhưng đừng nói là bây giờ không lương em không làm, thế không làm thì đến lúc quay lại thì lấy gì mà ăn. Doanh nghiệp phải hiểu điều đấy, người lao động phải hiểu điều đấy. Mà người lao động không hiểu thì dí cho họ cái video này này, bảo đây này chuyên gia người ta nói thế này. Đúng không? Chúng ta phải nhớ rằng là sau phục hồi Covid thì cái lượng tuyển dụng nó sẽ tăng lên thôi nhưng mà sẽ có một lượng lớn sẽ bị thất nghiệp trước khi tìm được việc làm. Đó. Cho nên là gì? Đấy, các chúng ta phải lưu ý cái điều đấy nha. Lưu ý là hàng tồn kho thì phải bảo quản tốt Đấy để làm sao còn bán hàng Đấy Đấy là những cái mà tôi muốn chia sẻ Với các bạn à, Cần phải gửi tâm thư nếu cần đấy, Cố gắng giữ những người cốt lõi Cân đối về nhân sự, về tài chính Giảm lương, nghỉ không lương, giảm luân phiên Yêu cầu nhân viên làm 100% hoặc 200% năng lực so với thời điểm tốt kể cả không lương hay có lương thì như thế mình mới mình mới sống được. Có các cái chính sách nhân sự cụ thể, tối ưu hóa nhân sự, tối ưu hóa quy trình và đặc biệt là làm việc online, làm việc online, giao deadline, giao công việc từ xa, họp trực tuyến, đấy. Nha, tập trung đổi mới các sản phẩm, tập trung bán hàng nếu như mà mình bán được hàng, sản phẩm mình đang chạy. À, thay đổi cái loại hình của sản phẩm. Ví dụ như là tôi dạy offline thì bây giờ dạy online. À, ví dụ như là bây giờ tôi uh, dạy offline thì tôi dạy video, à, tôi dạy qua zoom, chẳng hạn như thế. À, đấy là những cái ý tưởng và làm việc từ xa rồi thì à, phát triển những cái sản phẩm mới và có những cái chiến lược à, tốt hơn trong cái 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 thời kỳ như thế này. Đấy. Thực hiện đa kênh bán hàng như tôi vừa nói đúng không ạ? Chạy facebook ads này, à, chạy google ads này, website sale web này tập trung vào xe web cải thiện doanh số à, với những cái sản phẩm có thể làm online được Ví dụ như là đang dạy à, tiếng Anh à, ở các trung tâm Thế các trung tâm bây giờ vẫn là giáo viên như thế mở zoom cho học sinh học và chạy quảng cáo tuyển tăng doanh số ấm ầm luôn đúng không bán hàng trên các trang thương mại điện tử ví dụ như là à, tăng trưởng của các trang thương mại điện tử hiện nay đều đang tăng rất là nhanh rất là nhiều Đấy À, luôn tính thêm các cái vấn đề về dịch bệnh như là khi giao hàng thì tặng cho họ thêm khẩu trang tặng cho họ thêm nước rửa tay hay là cái sản phẩm đấy đã được khử khuẩn trước khi đến kiểu kiểu như thế để tạo ra cái tâm lý tốt cho mọi người à, nhà hàng trước đây là làm phục vụ tại tại cửa hàng của mình thì bây giờ là làm các cái set ăn để đi giao đấy, tính đến là set ăn sáng ăn trưa ăn tối ăn vặt kiểu kiểu như thế à, cũng chạy quảng cáo bán Tất nhiên cũng vẫn phải cắt giảm nhân sự, mọi thứ đều phải làm và phải chuyển đổi số, đúng không? À, quy trình hóa, số hóa, phần mềm, phần cứng, hệ thống. Đấy, và đặc biệt là phải học cái quản trị rủi ro ngoài kiểm soát này này. Tức là mình không kiểm soát nổi, mình không kiểm soát được. Đấy, ví dụ mình đặt ra những cái câu hỏi như là Covid-20, Covid-21, cô A, cô B, cô C gì đấy. Kéo dài đến hơn nữa thì sao? Thiên tai động đất thảm họa thì sao chúng ta phải đưa ra các kịch bản bảo vệ tài chính quản trị doanh nghiệp trong cái bối cảnh ngoài kiểm soát như thế này à, nên có thêm những cái bài bài tập như vậy Đấy, đúng không đối với các tổ chức thì cần phải online hóa hết đi các đơn vị thuộc chính phủ thì uh, cần phải hỗ trợ cho uh, người dân cũng như là là doanh nghiệp bằng tiền bằng thuế bằng lãi suất và bằng các cái thủ tục hành chính công bản thân chính phủ và các cơ quan cũng phải cải thiện như vậy và online hết là như vậy đấy thì đấy là một số cái uh, nội dung mà tôi muốn trình bày với các anh chị và các bạn và nếu như các anh chị và các bạn có câu hỏi gì hay có trao đổi gì thì các anh chị và các bạn có thể comment ở dưới cái video youtube này đấy, hoặc là các anh chị gửi email về địa chỉ email gmail com ở website pa marketing.vn pa là tên tôi đấy và phan anh Đấy, hoặc là số điện thoại là 0989 62388 là số của tôi à, Để được tư vấn và trợ giúp à, Tôi có rất nhiều cái kinh nghiệm để chuyển đổi số Để à, làm marketing online cho các anh chị Để bán hàng online kể cả trong thời kỳ Covid như thế này Và sau Covid luôn nha Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn Rất là nhiều đã theo dõi video này à, Xin chúc cho các anh chị chân cứng đá mềm và vững vàng Đấy, Đây là thời điểm tốt để học tập Đây là thời điểm tốt để học hỏi Để tăng cường các cái kinh nghiệm quản trị À, đặc biệt là quản trị doanh nghiệp và quản trị tài chính là hai cái mảng quản trị lớn nhất mà chúng ta cần phải làm các quyết định của chúng ta tại thời điểm này thì đều là những quyết định rất là khó khăn bởi vì doanh số nó không ra thì mọi đều là khó khăn hết à, hoặc là nếu các anh chị có tiền có dòng tiền à, muốn làm gì thì tôi có thể tư vấn cho bán hàng online sản xuất cái sản phẩm gì mà nó không ảnh hưởng bởi covid luôn không ảnh hưởng bởi covid Đấy, thì tôi có thể tư vấn cho tất nhiên thì tư vấn thì phải trả phí cho tôi rồi đúng không À, tôi có những kinh nghiệm tôi đang làm cho những đơn vị như vậy hiện nay doanh số của chúng tôi vẫn rất là tốt vâng một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này nếu thấy hay thì hãy chia sẻ hãy sub kênh và hãy liên hệ với tác giả là tôi là giảng viên đại học chuyên gia marketing online xin chào xin trân trọng